chúng ta vẫn gọi nên nói một lời mà Chúa ban cho mình mới nhất đây lòng thương xót Chúa. Chúng thưa cha, con Phêrô Trần Quốc Khánh, giáo xứ Lân Hà, xin được đồng lại. Đấy. Con được ơn gì kể cho mọi người nghe. Dạ, hôm nay con về đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì là con được ơn Chúa chữa lành con tai biến bệnh máu não. Cách đây 6 năm khi con bị tai biến bệnh máu não thì gia đình người thân đem con về bệnh viện Thánh Tâm để điều trị. Lúc đó con đã hoàn toàn bài liệt đứng tọa quá nặng rồi, không biết gì cả. Và thời gian nằm điều trị ở bệnh viện á, là con được gia đình cũng như anh em bạn bè người thân đến thăm. Ai thì thấy con có tiểu tiện đều không đứng lễ và thương con. Rồi cuối cùng Chúa chữa cho như thế nào? Cuối cùng Chúa chữa cho con là mọi người thân, các thầy thăm con là bảo là mình có ông bây giờ thì mình nhờ lòng thương xót Chúa thôi. Và bây giờ để chúng con về làm thân xót Chúa và chi hòa và trình bày bệnh tật của ông cho cha Long và để quay về cha khẩn cho ông thì may ra được. Nhưng mà ông phải tuyệt đối tín tưởng và hợp thống với con kể từ bây giờ. Lúc đó con nhớ được khoảng 10 giờ trưa thì con hoàn toàn là vừa chấp nhận và hợp thống với mọi người. Và thưa cha, được ơn lành của Chúa lòng thương xót chú con kể từ đó là khi các người ra về là con người cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng được. Và đến tối trong đêm đó là con ngủ ngon và sáng thì 4 giờ là con từ dậy trước mọi người. Nhưng mà con trai con thức trắng với con như bình thường thì vẫn chưa biết gì cả. Con vào nhà vệ sinh con tự lo cho con. Rồi ra con thấy con khỏe được, con từ đấy ra được mặt như một ngày trước. Thì con biết đây là lòng thương xót đó, là nhận lời của mọi người của cha Long đã cầu nguyện cho con và để cho con qua khỏi từ đó. Này Thánh Nữ Faustina đã cầu bầu cùng Chúa cho tất cả anh em chúng ta được tên lành của Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho. Rồi, rồi mời con.